Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với các tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là các thông tin đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, khu định cư Kurakovo trong một thời gian dài đã trở thành điểm phòng thủ then chốt của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại đây, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine có ý định chống cự đến cùng, dùng hết sức lực của mình. Mới đây, một thông tin cho rằng sư đoàn súng cơ giới thứ 150 nổi tiếng Idrissa Begrin đang tham gia một chiến dịch để tiến hành giải phóng Kurakovo. Theo đó, nhà phân tích quân sự Alexander Ivanovsky cho biết, các trận chiến hiện đang được tiến hành bởi những đơn vị tấn công của sư đoàn huyền thoại của Nga nhằm đánh bật sức kháng cự của Ukraine và giảm tải khó khăn do vấn đề về địa hình ở hướng này. Vị chuyên gia lưu ý, trước khi đội súng trường cơ giới Idrissa Begrin tới biên giới Kurakovo, Nga sẽ phải chiếm được những vị trí thuận lợi ở Maslim Yandoka và Georgievka. Nhiều cuộc đụng độ trong đô thị đang diễn ra vào lúc này. Việc giành được Kurakovo sẽ giúp xe tăng Nga có thể tiến ra khu vực chống trải và tiến xa hơn. Theo các báo cáo mới nhất, trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường để tấn công các hệ thống năng lượng mà Ukraine cần để vượt qua mùa đông. Chiến dịch này đã gây ra tổn thất nặng nề cho Ukraine, nhưng không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Nga tiếp tục phát động chiến dịch tương tự vào mùa đông này với một số trận tập kích có quy mô lớn chưa từng có. Tuy nhiên, Nga đã áp dụng một chiến lược mới mà các chuyên gia cho rằng có thể gây ra vấn đề lớn hơn nhiều cho những nỗ lực đáp trả của Ukraine. Moscow đã nhắm mục tiêu vào huyết mạch công nghiệp vũ khí của Ukraine và tuyến hậu cần được Ukraine sử dụng để đưa các vũ khí này ra tiền tuyến, trong bối cảnh năng lực tự sản xuất vũ khí của Kiev trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì viện trợ quân sự của phương Tây bị suy giảm. Nga cũng thừa nhận chiến lược này khi gần đây tuyên bố nhắm mục tiêu và tấn công các cơ sở sản xuất đạn dược và máy bay không người lái ở Ukraine. Đây là hai trong số những loại vũ khí hiệu quả nhất của Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng Nga. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomaz cho biết trong ngày 17 tháng 1, quân Ukraine cố gắng tấn công tỉnh Bryansk bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U. Theo ông, ngay sau khi phát hiện mục tiêu, các đơn vị phòng không Nga đã nhanh chóng đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu trên không. Vụ việc không gây thương vong, song khiến một số nhà dân bị hư hại. Thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, quân Ukraine ồ ạt triển khai máy bay không người lái UAV hướng tới thành phố Podolsk, tỉnh Moscow vào tối ngày 17 tháng 1. Các hệ thống phòng không Nga ngay lập tức ứng phó và đã đẩy lùi cuộc tấn công nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo tại địa điểm nơi các mảnh vỡ rơi xuống. Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cho biết trong ngày 17 tháng 1, hệ thống phòng không của Nga bắn hạ hai tên lửa Storm Shadow nhằm vào một trường học và một cơ sở y tế ở Kherson. Tại Kherson, theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow tấn công một kho nhiên liệu, ba kho đạn dược, hai radar theo dõi và thu thập mục tiêu trên không P-18 và Nebo-SV, một căn cứ tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài, 103 đội pháo binh, cụm nhân lực và trang thiết bị quân sự ở 119 khu vực của Ukraine. Theo bộ này, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu miền Tây của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công dù số 95 của Ukraine gần khu định cư Teni của Kharkov. Đòn đánh hạ khoảng 30 binh sĩ, 2 xe bọc thép và 3 xe cơ giới của quân Ukraine. Tỉnh Donetsk tiếp tục là tâm điểm pháo kích. Các lực lượng Nga hạ hơn 575 binh sĩ Ukraine tại mặt trận này trong ngày qua, chủ yếu ở chiến trường Liman, và phá hủy một loạt khí tài như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành D-30, pháo tự hành Pion, hệ thống pháo cơ giới Kvozdika, UAV. Trong số lính đánh thuê nước ngoài bị tiêu diệt ở Kharkov trong cuộc tấn công của Nga hôm 17 tháng 1, có những người phụ trách quân đoàn tự do Nga RDK, những thành phần bị chính phủ Nga coi là phản động từng tham gia vào cuộc tấn công vào các vùng Bryansk và Belgorod. Thông tin này được điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolayev Sergei Lebedev tiết lộ với RIA Novosti. Ông Lebedev cho biết thêm, trên những con phố nơi có tòa nhà của lính đánh thuê cũng có văn phòng đăng ký nhập ngũ của quân đội Ukraine. Như ông Lebedev trước đây đã nói với RIA Novosti rằng RDK là một phần của đơn vị phá hoại dân tộc chủ nghĩa Ukraine Kraken, được thành lập bởi các thủ lĩnh của trung đoàn Azov và tình báo quân đội Ukraine. Vị điều phối viên này đã đề cập đến dữ liệu tình báo và cung cấp đoạn video tương ứng từ vùng Kharkov.
Trong đó có một xe bọc thép chở quân treo cờ Kraken đang lái ở đầu một cột có cờ của RDK. Cùng với quân đoàn tự do của Nga, RDK đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lực lượng biên phòng và phá hoại ở các vùng Bryansk và Belgorod vào năm ngoái. Lãnh đạo RDK Denis Kabustin thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức rằng chính quyền Ukraine ủng hộ nhóm quân này. Mới đây, Business Insider đưa tin lực lượng UAV của Ukraine đang ngày càng trở nên kém hiệu quả, buộc họ phải cải tiến để không bị tụt lại ở phía sau. Trong khi Ukraine từng có thể dựa vào các UAV dân sự đơn giản, thô sơ của Nga thì ngày càng đánh chặn chúng hiệu quả hơn, buộc Ukraine phải nghiên cứu công nghệ tiên tiến hơn để cải tiến. Vitaly Kryukov, chỉ huy nhóm tác chiến Adam của Ukraine, nhận định rằng Nga đã cải tiến năng lực gây nhiễu và đánh chặn mạnh mẽ trong thời gian qua, khiến nhiều UAV giá rẻ của Ukraine bị rơi. Ông tin rằng những UAV chỉ sử dụng công nghệ cơ bản sẽ sớm lỗi thời. Ông nói các UAV dân dụng được chuyển sang làm UAV tấn công sẽ không có giá trị nếu chúng không nhận được cải tiến lớn về phần mềm và phần cứng để mở rộng phạm vi hoạt động và chống nhiễu. Ông nói hiệu quả của các UAV đang giảm đáng kể khi các hệ thống tác chiến điện tử của Nga ngày càng mạnh hơn. UAV giữ vai trò nổi bật trong cuộc chiến Nga-Ukraine khi hai bên đều sử dụng chúng để tấn công, giám sát và nhắm mục tiêu chính xác vào phía còn lại. Chỉ huy Kryukov tiết lộ rằng các nhà sản xuất UAV của Ukraine đang làm việc ngày đêm để cho ra mắt các mẫu vũ khí mới. Trước cảnh báo của Mỹ về việc có thể ngừng gửi tên lửa Patriot, Ukraine đối mặt với nhiều mối lo cho hệ thống phòng thủ giữa bối cảnh Nga tăng cường các cuộc không kích trong mùa đông. Theo tờ The New York Times, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cảnh báo Ukraine rằng có thể sẽ khó tiếp tục duy trì tên lửa phòng không Patriot do chi phí đắt đỏ. Trung bình một tên lửa Patriot có giá khoảng 2 triệu đến 4 triệu đô la Mỹ. Đây chính là loại vũ khí quan trọng cho hệ thống phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh chiến sự mùa đông ngày một khó khăn khi Nga tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái UAV. Hôm 2 tháng 1, quân đội Ukraine nói đã bắn hạ 10 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, thứ vũ khí từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là vô đối. Ukraine hôm 8 tháng 1 tuyên bố đã bắn hạ 25 trong tổng số 63 tên lửa Kinzhal mà Nga phóng vào nước này. Tuy nhiên, phía Nga trước đó bình luận rằng số tên lửa Ukraine nói đã bắn hạ nhiều hơn số tên lửa Nga thực sự phóng, không thể xác thực các tuyên bố của hai bên. Theo Politico, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tất cả các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine đều được bố trí chiến lược xung quanh Kiev để bảo vệ thủ đô. Ông bày tỏ mong muốn có thêm ít nhất hàng chục chiếc nữa để bảo vệ các thành phố quan trọng như Kherson và Odessa. Tuy nhiên, hiện tại, Ukraine có lẽ đã dần cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa Patriot được viện trợ. Theo Defense Express, trong ngày 17 tháng 1, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một xe tăng T-72B3 của Nga. Vụ tập kích diễn ra ở tiền tuyến Bakhmut do tiểu đoàn UAV Asin thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 92 thực hiện. Trong đoạn video, UAV cảm tử của Ukraine đã lao về phần tháp pháo của xe tăng Nga. Sau khi bị đánh trúng, chiếc T-72B3 đã nổ tung và bốc cháy dữ dội. Chỉ huy tiểu đoàn Asin Yuri Fedorenko cũng xác nhận rằng toàn bộ kíp điều khiển xe tăng của đối thủ đã bị bắn hạ. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx cho biết quân đội Nga đã tổn thất hơn 300 xe tăng T-72B3 kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra. Mỗi xe tăng loại này có giá khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Kênh Raba đưa tin, cuộc tấn công của quân Nga tiếp tục theo hướng Sevesk. Hôm 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về việc họ đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Veseloe thuộc thành phố Vuleda, tỉnh Donetsk. Trên thực tế, ngôi làng đã được Nga chiếm giữ trước đó khi Ukraine rút lui. Giờ đây, sự chú ý của Bộ Chỉ huy Nga đang tập trung vào việc chiếm giữ các cao điểm chiến thuật gần ngôi làng nhằm mở đường đến Radolovka và Fedorovka. Pháo binh Nga đang bắn chuẩn bị ở Sponoye để làm mềm chiến trường cho bộ binh xung phong và về phía Bắc, lực lượng Moscow đã tiến vào khu vực Belogorovka, giành quyền kiểm soát một số trận địa của Ukraine. Theo kênh Sukria Map, ở Nam Sevesk, sau khi chiếm giữ các ngọn đồi phía Đông Bắc trước đó, lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát được làng Veseloe khi quân đội Ukraine rút lui về phía những ngọn đồi phía Tây Bắc, nơi có một loạt công sự ở đó. Việc chiếm giữ Veseloe là thành công đầu tiên của Nga trong năm nay, trên một mặt trận hầu như không thay đổi kể từ tháng 5 năm 2022.
Mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ là chiếm được tuyến phòng thủ rất phức tạp, có địa hình chống trải với chiều sâu từ 4 đến 5 km để di chuyển các trận chiến đến cách Sevesk vài km, nơi được củng cố nghiêm ngặt. Ukraine hiện đang chuyển sang thế phòng thủ ở nhiều khu vực trên mặt trận sau khi cuộc phản công mà họ thực hiện vào năm 2023 không thể chọc thủng được tuyến phòng thủ dày đặc của Nga ở phía nam và phía đông. Mikhailo, một binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 92 của Ukraine nói rằng, do điều kiện thời tiết, chúng tôi phải chuyển sang phòng thủ, trong khi Nga liên tục tiến hành các hoạt động tấn công. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 98 cuộc giao tranh giữa các lực lượng vũ trang hai nước trong 2 giờ qua, gấp đôi con số đưa ra vào cuối tuần trước. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng nước này đang chấn giữ phòng tuyến, đồng thời gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các mặt trận gần thị trấn Liman, Bakhmut, Avdiivka và một số khu định cư nhỏ hơn khác ở phía đông. Theo binh sĩ Mikhailo, đơn vị của anh tập trung đáp trả các cuộc tấn công bằng pháo binh, súng cối, pháo chống tăng, xe tăng cũng như bộ binh của Nga. Tuy nhiên, vũ khí do phương Tây cung cấp không được thiết kế để hoạt động trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt như ở miền đông. Ngoài ra, nhiều phương tiện hạng nặng đang bị mắc kẹt trong đầm lầy. Ukraine hy vọng họ sẽ nhận được thêm những gói viện trợ bổ sung của phương Tây. Nhưng những mâu thuẫn chính trị tại Mỹ và Liên minh châu Âu đang cản trở cả hai gói hỗ trợ quân sự và tài chính lớn trong nhiều tuần qua. Theo truyền thông Ukraine, quân đội nước này gần đây đã chặn đứng một cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Nga ở khu vực lân cận làng Dniprova thuộc tỉnh Lugansk. Đoạn video được trang quân sự min.in.ua trích dẫn cho thấy, trận đánh trên xảy ra vào hôm 15 tháng 1 khi phía Nga điều động nhiều xe tăng, xe bọc thép và một lượng lớn binh sĩ tham gia hoạt động tác chiến gần ngôi làng Dniprova ở tỉnh Lugansk. Toàn bộ động thái điều binh trên đã bị máy bay không người lái của Ukraine phát hiện. Lữ đoàn cơ giới số 63 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 100 Ukraine sau đó đã triển khai lực lượng để đánh chặn mũi tiến công của đối phương. Theo báo cáo sơ bộ, phía đối phương tổn thất 27 binh sĩ, 63 người bị thương, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh BMP-2, 1 xe MTLB và 1 cối 120mm. Thông cáo từ lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 100 Ukraine viết, quân đội Nga tới nay chưa đưa ra bình luận về hình ảnh này. Hiện nay Ukraine bị cho là đang rơi vào thế khó trước các cuộc không kích của Nga. Kyiv nhiều lần khẳng định thiếu hụt nguồn lực để giành kết quả trên chiến trường, thậm chí không đủ đạn dược cho các kế hoạch tác chiến trong thời gian ngắn. Mỹ và phương Tây đã tích cực viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ngoài khó khăn về các khoản viện trợ, thực tế hiện nay Ukraine đang thiếu đạn một phần vì kho dự trữ của phương Tây gần cạn kiệt. Giữa lúc Nga tuyên bố chiếm được thành phố quan trọng Bakhmut ở miền đông Ukraine, nhóm ủng hộ Ukraine đã nhất trí thông qua một kế hoạch mới sau cuộc họp tại Paris, Pháp. AFP đưa tin ngày 18 tháng 1, cuộc họp Paris đồng ý thiết lập một liên minh pháo binh trong nhóm liên lạc mở rộng Ramstein, thành lập tại căn cứ không quân Ramstein của Đức nhằm hỗ trợ Ukraine. Theo AFP, liên minh này do Pháp và Mỹ đứng đầu đã vận động được 50 nước tham gia để cung cấp đạn pháo cho Ukraine. AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov viết trên X là Twitter cũ trước đây, sau khi ông phát biểu qua video gửi tới cuộc họp tại Paris do Pháp và Mỹ dẫn dắt. Việc thiếu hụt đạn dược là vấn đề rất thực tế và cấp bách mà các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang đối mặt. Theo ông Umerov, cần phải gia tăng sản xuất đạn dược để bắt kịp tốc độ tiêu hao của Ukraine. Hiện nay, pháo binh được xem là khí tài quan trọng nhất giữa lúc Nga đang tăng cường tấn công Ukraine bằng drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ cuối năm 2023. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 3 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng trong các vụ nổ xảy ra ở đông nam nước này. Một số tên lửa phóng đi từ Pakistan đã rơi xuống một ngôi làng ở tỉnh biên giới Sistan-Balochistan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Balochistan của Iran, đồng thời cho biết nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt. Truyền thông Pakistan cho biết nước này đã tấn công vào các đồn bốt của hai nhóm ly khai là Mặt trận Giải phóng Balochistan và Quân Giải phóng Balochistan ở gần thành phố Saravan thuộc tỉnh Sistan-Balochistan của Iran. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong. Theo tờ Thời báo Israel, ngày 14 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant được cho là đã rời khỏi cuộc họp nội các chiến tranh vào tối ngày 13 tháng 1 do tranh cãi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi mối quan hệ giữa hai người lãnh đạo cuộc chiến chống lại nhóm Hamas trở nên căng thẳng. Vụ việc là những dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant giữa cuộc chiến với Hamas. Ông Netanyahu cũng được cho là có mâu thuẫn với ông Gantz.
Tháng trước, kênh 12 đưa tin rằng ông Netanyahu đã cấm người đứng đầu Mossad David Barnea và người đứng đầu Shin Bet Roman Bar tham gia cuộc gặp gần đây với Bộ trưởng Gallant và Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi để thảo luận về các hoạt động quân sự. Thủ tướng Netanyahu đã sa thải ông Gallant bất ngờ vào năm ngoái sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel bày tỏ sự không đồng tình của công chúng đối với việc chính phủ vội vàng thông qua đạo luật cải tổ tư pháp gây tranh cãi. Vụ sa thải đã gây ra sự náo động trong công chúng, bao gồm cả các cuộc biểu tình và bạo loạn hàng loạt chưa từng có, buộc ông Netanyahu lặng lẽ rút lại lệnh sa thải để ông Gallant tiếp tục đảm nhiệm chức vụ của mình. Bên cạnh đó, đầu tháng này, các thành viên nội các Israel đã tranh cãi về kế hoạch trong tương lai thời hậu chiến của Gaza và cách xử lý các cuộc điều tra liên quan đến những thiếu sót an ninh xung quanh các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Cuộc tranh cãi công khai vào ngày 4 tháng 1 diễn ra sau những gì một nguồn tin mô tả là cuộc chiến tại cuộc họp của nội các chiến tranh Israel. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết đã có một cuộc thảo luận sôi nổi, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết một cuộc tấn công có động cơ chính trị đã được phát động. Sự chia rẽ trong nội các chiến tranh Israel liên quan đến cuộc điều tra về cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10, bao gồm cả việc quân đội Israel đã không lường trước được điều đó, cũng như về các kế hoạch được đề xuất sau chiến tranh cho Gaza. Nếu chính phủ sụp đổ, Israel có thể sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử mới mà nhiều người cho rằng ông Netanyahu sẽ thất bại. Hãng tin AP dẫn lời các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết cuộc không kích được thực hiện ở tỉnh Sweida vào sáng sớm ngày 18 tháng 1. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào khu vực những kẻ buôn lậu ma túy xuyên biên giới đang hoạt động. Jordani chưa lên tiếng về cuộc không kích nói trên. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria trụ sở tại Anh, ít nhất 9 người, bao gồm 2 trẻ em và 3 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngôi làng Oman. Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria Rami Andurahman cho hay những người thiệt mạng không liên quan tới buôn lậu, cho thấy lực lượng không quân Jordani có thể đã nhận được thông tin tình báo không chính xác từ cư dân địa phương. Trong khi đó, Tổng biên tập trang Sweida 24 Ryan Marop nói với AP rằng 10 người thiệt mạng ở ngôi làng Oman. Ông cho biết thêm có một vụ tấn công khác vào ngôi làng Mala lân cận nhưng không gây ra thương vong. Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn và số người tử vong có thể còn tăng lên. Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã mở một đợt tấn công mới nhằm vào nhóm vũ trang Houthi hôm 17 tháng 1. Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu hoặc số lượng tên lửa mà Mỹ phóng trong đợt không kích mới nhất. Mỹ không kích Houthi chỉ vài giờ sau khi nhóm này tấn công một tàu thuộc sở hữu của Mỹ trên biển Ả Rập bằng máy bay không người lái. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tàu Mỹ bị một số hư hại nhưng không có ai trên tàu bị thương sau vụ tấn công của Houthi. Cuộc tấn công của Mỹ diễn ra cùng ngày với việc Washington liệt nhóm Houthi trở lại danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu, được chỉ định đặc biệt. Trước đó, ngày 15 tháng 1, Houthi cũng đã tấn công một tàu Mỹ bằng tên lửa đạn đạo chống hạm. Những ngày gần đây, Mỹ đã mở một số đợt không kích, bao gồm một cuộc tấn công phối hợp với Anh nhắm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này và tàu thuyền ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Hãng tin Bloomberg ngày 16 tháng 1 dẫn lời các quan chức phương Tây cho rằng việc Mỹ không kích Houthi đã cắt đứt tuyến đường biển mà Iran vận chuyển vũ khí cho Houthi. Tuy nhiên, các quan chức này cũng lưu ý rằng sự gián đoạn nguồn viện trợ có thể chỉ là tạm thời và còn quá sớm để xác định tác động lâu dài của các vụ không kích. Thẩm phán hạt Thurston của bang Washington, Marisa Wilson nói rằng các quan chức bầu cử ở thủ đô đã làm đúng nhiệm vụ khi chấp nhận danh sách các ứng viên được Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đề xuất, bao gồm cả ông Trump. Bà Wilson cho biết, luật bầu cử ở Washington không giống với Colorado. Trước đó, các cử tri ở Washington và nhiều bang khác đã nộp đơn đề nghị loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ, cáo buộc ông không đủ tư cách tranh cử vì có liên quan tới vụ bạo loạn ở đồi Capitol. Tuy vậy, hiện chỉ có hai bang Colorado và Maine ra quyết định loại tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu. Cùng ngày, ông Trump tiếp tục kêu gọi tòa án tối cao Mỹ nhanh chóng hủy phán quyết của bang Colorado. Bên cạnh đó, cựu tổng thống cũng đã nộp đơn khiếu nại ở Maine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.